Thực hư về quỷ nhập tràng, mèo nhảy qua xác chết và những bí ẩn được hé lộ. Từ xưa cho tới nay, người Việt Nam ta nói riêng và một số nước trên thế giới nói chung vẫn luôn có những quan niệm rằng khi một người mới chết, nếu chẳng may có một con mèo nhảy qua ngang bụng thì người chết có thể vụt ngồi dậy. Người ta gọi đây là hiện tượng quỷ nhập tràng, là một điều vô cùng đáng sợ nếu xảy ra. Vậy thực hư câu chuyện về quỷ nhập tràng này là ra sao? Và nguồn gốc về truyền thuyết kinh dị này là như thế nào? Cũng như sự thật về nó theo góc nhìn khoa học là có đúng vậy hay không? Hôm nay, hãy cùng với Ký Sinh Não tìm hiểu và khám phá những điều trên qua video này nhé! Quỷ nhập tràng là gì? Hiện tượng quỷ nhập tràng là khái niệm để chỉ về việc xác chết tự nhiên bật dậy. Thời xưa khi khoa học còn chưa phát triển, dân gian không giải thích được nên gán cho ma quỷ nhập vào xác chết. Một truyền thuyết điển hình về hiện tượng quỷ nhập tràng được truyền tai nhau cho tới tận ngày hôm nay đó là câu chuyện của những người buôn lái. Trong một lần đi lấy hàng, họ chẳng may bị lỡ chuyến nên phải xin tá túc ngủ nhờ lại nhà của một người dân trong vùng. Vợ của người chủ nhà khi đó đã bị cảm lạnh mà qua đời. Tuy nhiên cho tới đêm, bỗng nhiên xuất hiện một con mèo nhảy qua khiến cho xác chết của người vợ bật dậy và giết chết từng người một. Người lái buôn thứ 7 may mắn sống sót và chạy thoát được. Cũng kể từ đó, người ta quan niệm rằng mèo là loài vật gây nên hiện tượng quỷ nhập tràng rùng rợn này. Theo phong tục ở Hy Lạp, mỗi khi có người qua đời là sẽ có hẳn một đội quân được túc trực bên xác chết để canh mèo và họ coi việc làm đó có ý nghĩa công đức. Xác chết được ghim chặt xuống tấm phản gỗ bằng hai cây đinh dài. Việc đó đảm bảo cho người chết an nghỉ vĩnh hằng và nếu có bị mèo nhảy qua thì cũng không thể thức tỉnh được. Bên ngoài cửa ngôi nhà có đám tang, họ chất đầy những cành cây gai với mục đích ngăn cản những con mèo mang theo thế lực xấu nhập vào xác chết. Trong những tài liệu cổ của Đức Anh đã ghi chép rằng, người chết bị chó, mèo thậm chí là chim bay qua đều coi là điều tối kỵ. Con chó hoặc con mèo đó sẽ bị giết chết và chôn cùng với xác chết. Những phong tục này trong đời sống hiện đại bây giờ cũng đã dần bị lãng quên. Tại các miền nông thôn ở Trung Quốc, Serbia và Bulgaria, phong tục của họ cũng tương tự như ở Việt Nam. Gia đình có người chết phải cắt cử phân công nhau đứng bên xác chết để canh mèo. Họ phải gỡ mái ngói để ánh sáng xuyên xuống và rắc những hạt cải ra khắp nhà để trừ ma quỷ. Con mèo đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên những gia đình có người chết và sự hãi hùng này không phải khu biệt ở một địa phương mà trải rộng trên toàn thế giới. Điều này chứng tỏ rằng hiện tượng ma quái đó đã từng xảy ra ở rất nhiều nơi. Nhưng coi đó là hiện tượng quỷ nhập là điều không thể chấp nhận được. Thế nên người ta cố lý giải nó bằng khoa học. Một số người cho rằng con mèo mang điện tích dương và người chết mang điện tích âm. Khi mèo nhảy qua, lực hút trái dấu của điện tích sẽ làm cho xác chết bật dậy. Sự lý giải này mới nghe thì có vẻ khoa học, nhưng xét kỹ ra thì lại rất vô lý. Nó vô lý ở chỗ nếu con mèo có lực hút mạnh khoảng 50kg để hút một cơ thể bật dậy, thì phải có thêm một sợi dây thừng buộc con mèo đó vào xà nhà. Nếu không làm như vậy, lực hút đó sẽ làm cho con mèo chỉ nặng khoảng vài kg bị dính chặt vào cái xác nặng hơn nó rất nhiều. Các nhà khoa học trên thế giới cũng đang nghiên cứu về hiện tượng được cho là siêu nhiên quỷ nhập tràng và bí mật phần nào đã được hé lộ. Khi một người tắt thở có nghĩa là người đó được coi là đã chết. Nhưng trong khá nhiều trường hợp, trước khi chết hẳn, cơ thể đó trải qua trạng thái chết lâm sàng. Lúc này các biểu hiện tuy giống như đã chết nhưng các tế bào cơ thể vẫn còn hoạt động và hoạt động đó có khi kéo dài đến hàng chục tiếng. Khi rơi vào trạng thái chết lâm sàng rồi thì khả năng tự sống lại là rất hiếm. Nếu được kích thích bằng sốc tim, có thể cơ thể sẽ sống lại được nhưng thông thường chỉ trong một thời gian ngắn. Chúng ta được biết cơ thể vận động được là do nhận được thông tin truyền từ não bộ dưới dạng tín hiệu điện. Khi đó, cơ sẽ co giữa nhịp nhàng và tạo nên các động tác. Khi chết lâm sàng, tín hiệu điện từ não bộ không còn và các cơ bắp trong trạng thái thả lỏng. Khi được kích thích bằng luồng điện tương tự những xung điện phát ra từ não, các cơ đó sẽ co lại tạo ra hiện tượng xác chết biết cử động. Khi con mèo nhảy qua một cơ thể trong trạng thái chết lâm sàng, cơ thể đó bị bật dậy là điều hoàn toàn có thể. Vậy các bạn nghĩ sao về hiện tượng này? Các bạn tin vào lý giải khoa học hay tin vào truyền thuyết này là có thật? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy để lại một like cũng như chia sẻ video tới mọi người xung quanh. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Ký Sinh Não để cùng tiếp tục theo dõi những video thú vị và bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!